trong thế giới Marvel tồn tại những siêu anh hùng với quá khứ rất khác nhau. Có người may mắn được xuất thân từ những địa vị cao trong xã hội, nhưng cũng có rất nhiều người không hề may mắn như vậy. Hôm nay, Tanaka sẽ cùng bạn điểm qua top 10 siêu anh hùng có quá khứ đau thương nhất trong lịch sử Marvel, hay nói cách khác, những kẻ nhỏ nhất Marvel. Vị trí số 10, Ben Grimm, The Thing. No, Ben, it's clobbering time. Grimm gặp Reed Richards ở trường đại học. Cả hai đều nói chuyện về ngày nào đó sẽ điều khiển một con tàu bay vào không gian. Grimm và phục vụ trong quân đội trước khi được Richards điền tên cho một chuyến du hành vào không gian thực sự. Dù ban đầu khá miễn cưỡng, Grimm cuối cùng vẫn nhận lời nhờ sự thúc giục của Susan Storm, người đã từng khiến anh rung động. Sự kiện con tàu đi vào không gian này có một vai trò cực kỳ quan trọng trong nguồn gốc hình thành Fantastic Four. Nó đã phát nổ vì phóng xạ, cả bốn người đều bị phơi nhiễm và trở thành dị nhân với những nguồn sức mạnh mới. Grimm là người bị biến dạng hơn cả, cơ thể anh chuyển thành một khối những tảng đá màu cam, bộ dạng sẽ theo anh mãi mãi. Ngoài việc sẽ phải mang bộ dạng xấu xí, Grimm sau đó còn bị làm nhục khi phải làm phu rể trong đám cưới của Johnny Storm và cô bạn gái cũ Alicia Masters. Vị trí số 9, X-23. She's out there somewhere. And she must be found. X-23 là một siêu anh hùng được tạo ra bằng phương pháp nhân bản vô tính từ một nhiễm sắc thể của Wolverine. Trong một phương diện nào đó, X-23 đã dần bị biến thành một con chuột thí nghiệm. Cô bị tra tấn một cách dã man, thậm chí còn phải chịu đựng những miếng kim loại đã được gắn vào tay mình để trở thành móng vuốt mà không có bất kỳ loại thuốc gây mê nào. X-23 ban đầu được huấn luyện trở thành một kẻ giết người không ghê tay. Trong một nỗ lực tự phá hủy chương trình, X-23 bị tiến sĩ Rice phát hiện và biến cô trở thành một kẻ điên loạn và vô tình sát hại cả người mẹ của mình. Về sau, X-23 cải tà quy chính, sát cánh cùng nhóm X-Men chiến đấu bảo vệ chính nghĩa. Vị trí số 8, Matt Murdock, Daredevil. Matt Murdock trở thành Daredevil sau khi cha anh bị một nhóm côn đồ giết hại chỉ vì ông từ chối chịu thua một trận boxing. Nỗi đau này đã khiến Murdock nổi dậy chống lại Hell's Kitchen, ổ tội phạm nguy hiểm lân cận New York. Nhiều năm trước khi mồ côi cha, Murdock bị mù do nhiễm phóng xạ sau khi cố cứu một người qua đường khỏi bị xe cán. Sau đó, Karen Page, người yêu của anh, đã điều chế một loại ma túy, cùng với đó là tiết lộ nhân dạng của anh cho một tên sát nhân. Tên này sau đó cũng đã tiết lộ cho kẻ thù của Murdock. Page cuối cùng bị Bullseye giết chết, trước đó cô còn bị lừa rằng mình dương tính với HIV và có liên quan đến Murdock nữa. Vị trí số 7, Wade Wilson, Deadpool. I'm touching myself tonight. Không phải mọi siêu anh hùng có quá khứ đau thương đều dành thời gian cho sự đau khổ. Deadpool cũng không phải ngoại lệ. Nguồn gốc thực sự chính xác của Deadpool đến giờ vẫn là một chủ đề gây khá nhiều tranh cãi. Phiên bản điện ảnh năm 2016 có lẽ đã tập trung những sự thật phổ biến nhất về siêu anh hùng này. Trong phim, Wade Wilson là một con người đặc biệt, làm việc như một tên lính đánh thuê, sau đó bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Liều mình với hy vọng chữa khỏi bệnh, Wilson chấp nhận tham gia một chương trình có thể lấy đi thể xác, thậm chí là nhân cách của anh. Quẫn trí và đơn độc, Deadpool trở thành một kẻ bất mãn đầy thù hận. The way the world sees us, the way we... Vị trí số 6, Hank Pym, Ant-Man. Dr. Hank Pym. Giống như nhiều nhân vật khác trong thế giới truyện tranh, Hank Pym có khá nhiều dị bản tiểu sử khác nhau và phần lớn trong đó đều không mấy tốt đẹp. Ông chính là người khám phá ra hạt Pym, một loại vật chất đặc biệt có thể thu gọn với kích cỡ siêu nhỏ. Sau khi khai thác năng lượng của các hạt Pym trong chiếc mũ giúp nói chuyện với loài kiến, ông gặp Janet Van Dyne, người sau này trở thành Wasp và tạo ra biệt đội Avengers. Pym có thời điểm ở trong nhân dạng Giant Man bởi ông thấy không đủ tầm so với Thor hay Iron Man. Ông sau đó thậm chí còn tạo ra Ultron, một con robot quái vật mạnh mẽ và tàn ác. Có phiên bản kể rằng, Pym từng tấn công cả Janet và bị trục xuất khỏi nhóm Avengers. Trong Rage of Ultron,
Pym không may biến thành chính Ultron, hợp nhất rồi trôi dạt vào không gian. Quá khứ của ông thực sự đã gặp rất nhiều điều không may mắn. Vị trí số 5, Bruce Banner, The Hulk. Bruce Banner là một trong những nhà khoa học kiệt xuất nhất của vũ trụ Marvel. Anh biến thành Hulk sau khi không may bị nhiễm bức xạ gamma trong khi đang cố gắng cứu một em bé ở trong khu vực thử bom. Nếu bỏ qua những gì được thể hiện trên phim và chỉ tập trung vào truyện tranh, hẳn mọi người sẽ thấy Hulk có số phận thực sự khá đau buồn. Tâm trí anh bị tổn thương sau một biến cố lớn ngay còn là một đứa bé và ảnh hưởng tới tận bây giờ. Dần dần, tính cách Hulk tiếp tục bị rạn nứt, Banner dần đi vào con đường xấu xa tội lỗi. Sau khi bị đẩy vào khoảng không vũ trụ, Hulk còn kết hôn với một nữ hoàng ngoài hành tinh, nhưng người vợ này cũng thiệt mạng trong một vụ nổ không gian sau đó. Vị trí số 4, Frank Castle, The Punisher. Punishment. The Punisher được xem là một nhân vật phản anh hùng, chủ yếu bởi hắn từ chối thích ứng với những chuẩn mực đạo đức cấm giết chóc của giới siêu anh hùng. Castle thích xử lý kẻ xấu theo kiểu diệt cỏ tận gốc, thay vì chỉ đả thương và đợi chúng quay lại đánh tiếp. Nhân vật này có màn ra mắt lần đầu trong The Amazing Spider-Man, săn lùng nhân vật chính mà hắn nghi là chịu trách nhiệm cho cái chết của Norman Osborn. Dĩ nhiên đó là một sự hiểu lầm và The Punisher sau đó đã đứng về phía phe chính diện, nhưng dòng máu phản anh hùng vẫn tiếp tục chảy trong con người anh. Thật bất ngờ khi biết rằng Castle từng là một lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, thậm chí anh đã từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam. Trở về sau chiến tranh, anh và gia đình nhỏ của mình cùng đi dạo dọc công viên trung tâm và bất ngờ chứng kiến một vụ giết người. Đám hung thủ vì muốn giết người diệt khẩu đã chĩa súng và cướp đi mạng sống của cả người vợ và những đứa con của anh. Một chiến binh quả cảm đã chiến đấu vì tổ quốc, khi trở về lại bị chính những người đồng bào của mình cướp mất gia đình. Thật dễ hiểu vì sao Frank lại bị ám ảnh với việc giết người đến như vậy. Vị trí số 3, Logan, Wolverine. Wolverine tên thật là James Howlett, được sinh ra tại Canada những năm 1880 trong gia đình Howlett. Một ngày nọ, Thomas Logan giết chết John Howlett, cha danh nghĩa của người sói. Quá đau đớn vì mất cha, khả năng đột biến của Wolverine đột nhiên phát tác. Ngay sau đó, anh đã giết Thomas bằng một bút của mình. Nhưng đó cũng là lúc Wolverine biết được anh chính là con trai vụng trộm của Thomas Logan. Thật trớ trêu. Và cũng từ đó, Wolverine lấy tên là Logan. Về sau, Logan còn bị trở thành vật thí nghiệm của chương trình Weapon X và buộc phải giết người anh yêu thứ nhất, Jean Grey. Vị trí số 2, Eric Lancher, Magneto. Magneto. Đôi khi mọi người thường coi phản anh hùng như một sự lai tạo giữa siêu anh hùng và siêu ác nhân, Magneto thì không như vậy. Peace was never an option. Lúc hoàn toàn là một anh hùng, nhưng có lúc lại hoàn toàn là một ác nhân. Sự phức tạp này xuất phát từ chính nguồn gốc của hắn. Magneto tên thật là Max Eisenhardt, một người Do Thái sống ở Đức trong cao trào của Thế chiến thứ 2. Gia đình Max bị bắt khi đang ở Ba Lan, ngoại trừ hắn thì tất cả đều bị giết sau đó. Hắn được đưa tới Auschwitz và bị bắt làm công cho Gas Chamber. Sau đó, hắn cùng cô bạn gái Magda vượt ngục trốn sang Ukraine và cùng nhau có một đứa con gái tên là Anya. Khi phát hiện sức mạnh đặc biệt của Max, một nhóm quân đồ đã phóng hỏa thiêu cháy ngôi nhà của hắn và kể cả cô bé Anya bên trong. Chỉ gần ấy thôi đã là quá đủ để thấy Magneto đã phải chịu đựng mất mát khủng khiếp đến mức nào. Vị trí số 1, Peter Parker, Spider-Man. Không phải tự nhiên mà Peter Parker có biệt danh là nhện nhọ. Cũng như Bruce Wayne, Peter mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhưng nếu Bruce vẫn được thừa hưởng tòa dinh thự với gia sản kếch xù của một quản gia cực kỳ trung thành, thì Peter chỉ lớn lên trong vòng tay của hai người bác họ. Sau khi Peter có được sức mạnh khác thường, bác Ben lại vô tình bị sát hại. Sau đó, Peter cũng không thể cứu cô bạn gái Gwen Stacy khỏi cái chết khi nỗ lực ngăn chặn Electro. Khi mà những người tưởng như đã ra đi mãi mãi như Jason Todd, Robin của Batman, chàng đông đông Bucky Barnes của Captain America đều đã quay trở lại, nhưng những người thân yêu của Peter lại không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Thật khó có thể vượt qua những bi kịch đau thương như vậy. Tuy nhiên, Spider-Man đã làm được điều đó, thậm chí những quá khứ đau thương còn là động lực giúp anh trở thành siêu anh hùng Marvel được yêu thích nhất mọi thời đại. Trong
Trên đây là top 10 siêu anh hùng có số phận đen đủi nhất trong lịch sử Marvel mà chúng mình tổng hợp. Đừng ngần ngại chia sẻ với những nhân vật khác bạn biết dưới phần comment nhé. Và nhớ like, share và subscribe Technicus để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây là một số bản xếp hạng mà chúng mình đã thực hiện. Top 6 bộ phim về Justice League hay nhất. Top 10 điều quái dị về Deadpool.